mà đã đánh trúng vào cái điểm yếu khiến cho ông có phần mất tự chủ. Thế là ông đã đặt tay xuống gò má, rồi để yên đến vài chục giây mà cảm nhận. Mãi cho đến khi ông cảm nhận được nhịp tim của con bé đang đập loạn. Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần chuyện ngày hôm nay nhé. Phần chuyện mang tựa đề Ấm lòng cha dượng. Cha ơi, nghỉ tay vô ăn cơm, cứ để cơm canh nguội hết là không ngon đâu ạ. Tiếng của con Hương gọi vọng ra từ trái bếp sao mà nghe thân thương và ấm cúng quá. Con bé gọi tôi như thế đã nhiều năm nay rồi, kể từ ngày tôi bắt đầu về gá nghĩa với mẹ nó. Lúc ấy con bé chỉ mới có lên 10, thoát cái thì cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Thời gian quả chẳng khác gì như một con thoi dệt. Nghe tiếng con Hương gọi ông Tấn cũng ngừng làm, rồi thu gọn đồ nghề bước vào rửa tay để vào bàn ăn cùng với con bé. Vừa ngồi vào bàn ăn thì thấy tô canh chua cá bông lau nóng hổi, ông liền nói ngay: "Chà chà, hôm nay trúng mánh gì mà mua cá bông lau nấu canh chua ngon vậy con gái?" Bước đến tủ bếp thì con Hương lấy chai rượu đem tới bàn, nó rót ra một ly để trước mặt ông, rồi con bé nói: "Có gì đâu cha, chả là sáng nay con mới thu hoạch được líp hành ở sau vườn, con mang ra chợ bán, thấy có con cá ngon quá, mà lâu rồi cha chưa có ăn cá bông lau được không ạ? Nên là con phải mua ngay một tô để nấu cho cha nhâm nhi đấy." Tháo cái khăn rằng đang quấn trên cổ, ông lau phần nước rửa mặt còn đọng lại ở trên trán rồi khẽ nói: "Còn đấy, càng lớn càng giống y như mẹ mày. Hồi trước mỗi khi mẹ con mà muốn dượng làm cái điều gì đó thì bà ấy đều nấu một tô canh chua to như thế này, đợi cho dượng ăn xong rồi thì mới nhờ. Lúc đó thì dượng đâu có lời nào để từ chối nữa, vì đã lỡ ăn đồ của bà ấy rồi." Nghe đến đây thì con Hương cười thật tươi. Con bé đáp lời: "Con khác mẹ chứ không giống đâu nha. Con nấu cho cha ăn là vô tư chứ không có phụ lợi gì đâu. Vì vậy mà cha phải ăn thật nhiều và ngon miệng để không phụ công con nấu đấy." Lúc này ông Tấn mới nhìn kỹ con bé. Nó càng lớn càng giống bà Hiền, mẹ của nó, làm cho ông nhớ lại những kỷ niệm ngày mà con bé mới về sống cùng bên ông. Bỗng dưng hai mắt của ông đỏ hoe, rồi những giọt lệ từ đâu cứ tuôn trào ra hai khóe mắt. Biết ông lại nhớ đến mẹ mình, con bé đứng lên đi vòng ra sau lưng, nó quàng hai tay vào cổ, rồi cúi đầu xuống thì thầm vào tay ông để nói lời an ủi: "Thôi mà cha, mẹ con mất cũng đã lâu quá rồi. Cha cứ vương vấn mãi thế thì làm sao mà mẹ con tiêu soát được. Nếu cha cảm thấy cô đơn thì coi người nào đó quá buộc như mẹ con ngày trước mà tiếp tục gá nghĩa để cùng chăm sóc cho nhau lúc tuổi già." Con bé vừa nói dứt lời thì ông Tấn mới chợt giật mình. Ông giật mình là bởi vì ông bất ngờ về hành động này của con bé. Tuy nó đã nhiều lần diễn ra như vậy, song lúc con bé còn cắp sách đến trường, mỗi khi nó muốn mua thứ gì mà không có tiền thì nó lại bá vai bá cổ ông để mà làm nũng, để xin xỏ. Thế nhưng nay con bé đã lớn sắp sửa lấy chồng rồi mà nó vẫn không ngại ôm ghì ông vào trong lòng mà vỗ về khi ông buồn. Vẫn biết con bé là một đứa hết mực yêu thương như chính con đẻ của mình, mọi khái niệm sâu xa về con bé hầu như chẳng có trong đầu ông. Thế nhưng khi nó đã trưởng thành thì chuyện tiếp xúc này cũng làm cho ông cảm thấy xao xuyến. Chuyện này đối với ông hiện nay cũng dễ hiểu thôi, bởi vì bà Hiền, mẹ của con bé mất cũng đã lâu rồi. Cuộc sống đơn côi đã khiến cho ông bị hụt hẫng về mặt tình cảm rất nhiều. Đã nhiều lần ông tự trách mình, sao lại không dứt ra nổi khi vô tình nhìn thấy con Hương từ nhà tắm bước ra. Khổ một nỗi là những lúc như thế thì con bé cũng biết ông đang nhìn nó, song vì thương cho hoàn cảnh cô đơn lặng lẽ của ông nên nó cũng cứ lơ đi như không hề hay biết gì. Chứ với cái bức vách gỗ ngăn đôi giữa hai gian buồng bằng những tấm ván ghép lại có nhiều kẽ hở thì làm sao mà con bé lại không biết được chứ.
Tuy vậy, nó vẫn tạo cơ hội để cho ông có những phút giây ngọt ngào, có cảm xúc mà sống trọn một kiếp người. Với con bé, đừng nói là ông soi mói nó, chứ nếu ông cảm thấy cần đến nó để tìm quên nỗi cô đơn, thì có lẽ nó cũng sẵn sàng trả cho ông cái công ơn mà ông đã kêu mang đùm bọc che chở cho hai mẹ con nó suốt nhiều năm qua. Miễn là ông thấy vui, để ông sống thêm vài chục năm nữa với nó là được. Thế rồi, cái giây phút thử thách đầy kiềm chế đạo đức của ông cũng xảy đến. Lần đó, đang thiêu thiêu đi vào giấc ngủ. Bỗng, con bé nghe thấy âm thanh gì đó như một người đang bị cơn sốt rét hoành hành. Ngồi bật dậy, con bé tiến đến cái khe vách để nhìn sang xem có phải ông bị ốm hay không. Vì bên phía buồng ngủ của ông chỉ để một ngọn đèn le lói. Xuyên qua cái màn tin thì con bé đã nhìn thấy điều không nên thấy. Thế nhưng nó cũng chẳng ngạc nhiên lắm, vì với một đứa đã từng trải qua tình ái rồi thì nó cũng đủ nhận thức để hiểu được những người đàn ông cô đơn thường phải làm gì để tự giúp mình. Biết ông vẫn ổn, con bé lại quay trở lại giường. Nó nằm gác tay lên trên trán tự nhủ: luân thường là cái gì mà người ta phải tránh rồi phải dối lòng mà chịu đựng. Chỉ cần ta kín kẽ thì có ai biết được ai đã phạm, ai không phạm. Và lại ông ấy với mình có dính líu gì đến huyết thống đâu mà ông tự làm khổ bản thân như thế. Nghĩ đến đây, con bé không còn do dự nữa. Nó quyết định thử một phen. Nếu như ông Tấn kiềm chế được thì nó càng tôn kính ông hơn, còn như không thì nó xem như một lần báo đáp công ơn cưu mang dưỡng dục của ông. Thế là con bé tự tạo ra một hoàn cảnh tương tự. Nó cũng trở giọng gây ra những âm thanh quen thuộc như một người đang bị ốm. Ông Tấn thì đang trên đà chạy nước rút để về đích. Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ phòng bên. Sau một lúc lắng tai nghe kỹ thì âm thanh đó phát ra bên kia chính là buồng của con Hương. Nghĩ con gái mình chắc nó đã ốm, ông ngừng cái công việc của mình dang dở lại để bước sang xem con bé thế nào. Đến nơi, ông định đưa tay gõ cửa thì thấy cánh cửa không chốt mà chỉ khép hờ. Tình huống này chẳng phải con bé lơ đễnh mà vì nó cố ý tạo điều kiện để cho ông thoải mái mà tự đẩy cửa bước vào. Lúc ngủ, con bé cứ để đèn sáng bên trong phòng, nên khi bước vào thì mọi thứ đều nhìn thấy rất rõ ràng. Do không chú ý được nên khi bước đến sát giường, ông Tấn mới nhận ra bên trong con bé đang trong cái bộ dạng không ngòi bút nào có thể tả nổi. Ông đành làm liều, ông ghé ngồi vào cạnh giường rồi vén mùng áp tay lên trán để xem con bé có bị sốt hay không. Thấy tay của cha đã đặt lên trán thì con Hương cứ vờ cựa mình để gây thêm sự chú ý cho ông. Quả nhiên con bé rất thiếu hiểu chuyện này. Nó đã đánh trúng vào cái điểm yếu khiến cho ông có phần mất tự chủ. Thế là ông đã đặt tay xuống gò má rồi để yên đến vài chục giây mà cảm nhận. Mãi cho đến khi ông cảm nhận được nhịp tim của con bé đang đập loạn, lúc này ông mới bừng tỉnh mà đứng dậy, thì một bước đi thẳng về bên buồng của mình. Ngồi tựa lưng vào thành giường mà trán ông cứ toát hết cả mồ hôi ra. Thật là suýt nữa thì ông đã đánh mất sự tôn nghiêm của ông, của con bé dành cho ông. Ông tự trách mình sao không đủ cứng rắn để phân biệt thế nào là đúng là sai. Cũng còn may là ông đã tỉnh ngộ kịp lúc, chứ nếu không tội lỗi này sẽ đeo mang theo ông cho đến suốt cả cuộc đời. Kể cả lúc ông có xuống cửu tiền để gặp lại bà Hiền, ông cũng chẳng còn mặt mũi nào để trả lời với bà ấy về những việc mà ông đã làm. Nằm lại giường thì con Hương cứ thở phào nhẹ nhõm. Con bé nó mừng vì ông vẫn giữ được sự tôn nghiêm của bản thân. Con bé nguyện từ giờ nó sẽ không thử lòng ông một lần nào nữa, để tránh cho ông trong những phút yếu lòng mà mắc phải tội lỗi. Và rồi điều này cũng được ông trời ủng hộ. Ông đã mang thằng Tài trở về kịp lúc sau khi hắn đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sở dĩ sự có mặt của thằng Tài đóng vai trò quan trọng,
để giữ lại chút danh dự cho ông Tấn là vì giữa hai chúng nó đã có một lời hứa hẹn là sau khi thằng Tài hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về thì chúng sẽ tính đến chuyện hôn nhân. Ông Tấn thì sau khi thấy mẹ của thằng Tài bước qua mở lời để xin tiến hành cuộc hôn nhân cho hai đứa chúng nó, ông chấp nhận ngay để tránh đêm dài lắm mộng khi giữ con bé trong nhà với ông. Nói qua về gia đình của mẹ con thằng Tài một chút nhé. Từ sau khi bị người tình quất ngựa truy phong thì bà Biển đã ôm cái bụng mang dạ chửa mà bỏ xứ đi biệt. Sau nhiều ngày lang thang nơi xứ lạ quê người, bà may mắn gặp được một vị ân nhân tốt bụng đưa bà về cưu mang, cho đến khi bà khai hoa nở nhị mới gá nghĩa cùng bà luôn. Hai người đã sống với nhau rất hạnh phúc, mãi cho đến khi thằng Tài lên 10 tuổi thì vị ân nhân ấy cũng bè bỏ mẹ con bà mà về với tổ tiên. Cũng may là sau khi ông đi rồi, ông vẫn để lại cho bà một công việc làm ăn ổn định ngay trên mặt bằng nhỏ của gia đình. Đó là một tiệm bán đồ gia dụng. Nhờ có công việc mua bán đồ gia dụng ấy mà mối quan hệ giữa thằng Tài và con Hương mới biết đến nhau. Bởi ông Tấn là một người thợ gò giỏi, bao nhiêu sản phẩm của ông làm ra, bà Biển đều bao tiêu hết. Và vì thường xuyên lui tới lấy hàng cho mẹ mình mà thằng Tài đã vô tình gặp được con Hương, để rồi hai đứa đã phải lòng nhau. Thế nhưng vào thời điểm đó, thằng Tài lại vướng vào độ tuổi phải làm bổn phận của một người công dân là tham gia nghĩa vụ quân sự. Thế nên chúng nó đã có một lời hứa hẹn với nhau là sau khi thằng Tài hoàn thành nghĩa vụ trở về, chúng sẽ tiến tới hôn nhân. Từ ngày con Hương sang nhà bà Biển để làm dâu, căn nhà nhỏ của ông Tấn dần trở nên trống vắng lạ thường. Từ trước đến, ông Tấn vốn nghĩ đã rất cô đơn. May mà có con Hương cứ ra vào cười nói hàng ngày nên cũng làm cho ông vơi bớt đi nỗi cô quạnh. Giờ lại chỉ còn mỗi mình ông lui thui lủi thủi, làm cho ông cảm thấy trống quánh và đơn độc vô cùng. Còn Hương thì cũng biết được điều này, song giờ thì nó đã là gái có chồng, phải ở bên nhà chồng để làm dâu chứ. Mà may là từ nhà ông Tấn sang nhà bà Biển không xa lắm, nên những khi rảnh rỗi, con bé vẫn có thể xin bà cho nó về qua nhà để thăm bố. Và ông trời cũng không lấy đi hết của ai bao giờ. Từ ngày có con Hương về làm dâu, việc trông coi hàng quán, con bé cũng đỡ đần cho bà Biển rất nhiều. Thằng Tài thì vẫn chuyên tâm công việc hiện tại của hắn là làm đồ tể mổ heo trong một cơ sở tư nhân, nên việc buôn bán của bà không hề đả động tới. Thời gian gần đây, khu vực này mở mang đô thị, dụng cụ để cho thợ làm hồ ngày càng có nhu cầu lớn hơn. Ví dụ như là xô sách bê tông, máng hồ hay là nhiều thứ khác. Do vậy mà số lượng đặt hàng của bà Biển đặt ông Tấn làm ngày cũng nhiều hơn. Và nếu như muốn đốc thúc cho ông làm ra sản phẩm nhanh hơn thì bà cứ phải thường xuyên có mặt tại nhà ông để nhắc nhở. Chính vì vậy mà mối tình thâm bấy lâu nay giữa hai người chưa dám thổ lộ, nay lấy tình nghĩa thông gia làm cái cớ để tiện cho việc bà Biển lui tới nhà ông để giúp cho tình yêu ấy ngày càng sinh sôi nảy nở. Một bên thì người chồng gá nghĩa đã chết đâu đó được chục năm, một bên thì người vợ cũng đã mất hơn chục năm như vậy. Hai người tuy ngoài mặt vẫn giữ được thái độ trầm tĩnh, thế nhưng bên trong lòng, lửa đã và đang cháy ngầm ngầm, chỉ cần có dịp là chúng sẽ phun trào ra ngay. Thời gian gần đây, bà thông gia cứ thường xuyên sang nhà để hối thúc công việc. Ông Tấn cũng biết, nguyên do đó chỉ là cái cớ để bà sang nhà ông. Còn cái chính ấy, là bà muốn tiếp cận để được gần gũi với ông mà thăm dò. Thế là ông đã tương kế tiểu kế để cho cuộc hội ngộ được diễn ra. Sáng hôm đó vừa thức dậy, ông đã thấy trong người mình cứ mơ mộng thật nhiều đến bà Biển một cách lạ thường. Nhớ đến hôm nay đúng ngày bà Biển đến lấy số hàng bà đã đặt hôm qua bảo ông làm gấp. Sau khi ăn sáng xong, ông vào buồng nằm đắp chăn vờ như đang ốm. Đến gần 9 giờ thì tiếng xe máy của bà Biển cũng tới.
dựng cái xe vào sân, bà chốt luôn cái cửa cổng cho ăn chắc. Bước đến cửa, bà cất tiếng gọi: "Anh Xuôi ơi, anh có nhà không?" Nghe tiếng của bà Biển gọi ông Tấn thì ông cứ vờ ớ lên một tiếng với cái giọng yếu ớt. Nghe tiếng ông trả lời như có vẻ đang bị ốm, thế là bà bước đến cửa buồng nhìn vào để xem có đúng như mình nghĩ hay không. Vừa nhìn vào, bà liền thảng thốt kêu lên: "Ôi trời, anh Xuôi ơi, anh bị làm sao mà nằm trùm chăn kín mít như vậy?" Biết bà Biển đã trúng mưu kế của mình, ông lại tiếp tục và ư trong miệng như không thể nói thành lời. Sốt ruột vì không biết ông bị làm sao nên đã đến gần rồi ngồi xuống cạnh giường để thăm khám trán ông xem có bị sốt hay không. Khi tay của bà cứ luồn vào chăn đặt lên trán thì bất ngờ ông Tấn ngồi bật dậy, rồi ông ôm ghì lấy bà xuống. Bị ôm bất ngờ nên bà Biển có chút hoảng hốt mà kêu lên: Ơ kìa, anh Xuôi, anh làm cái gì đấy?" Bà Biển còn chưa kịp định thần lại thì ông Tấn đã bắt tay vào cuộc chinh phục. Và cũng chỉ sau vài chiêu của một cụ gừng già lão luyện, bà Biển đã không thể từ chối nữa. Bà ta buông xuôi mọi thứ rồi cũng nhắm luôn hai mắt chờ đợi những giây phút lửa lòng bùng cháy. Do cả hai đã thiếu hụt cái khoản này từ lâu nên không ai còn kiên nhẫn để ra vẻ thanh tao nữa. Cả hai lao vào nhau như hai con hổ đói vừa được miếng mồi ngon. Cũng may mà căn nhà nhỏ của ông nằm ở cuối hẻm hoang vu nên cái giọng ca tiếng hát của bà Biển tuy đã lên cao chót vót song cũng không lọt đến tai một người hàng xóm nào cả. Cả hai đã cùng hòa điệu khúc tình nồng mà quên cả trời cả đất. Bà Biển cứ thều thào trong nước mắt mà nói với ông Tấn những câu bà đã giấu kín tận đáy lòng từ lâu nay. Đêm nào bà cũng ước ao được nằm trong vòng tay rắn chắc của ông. Ấy vậy mà đến tận sau này bà mới có được cái diễm phúc ấy. Đấy chính là cái ngày hôm nay. Ông Tấn thì cũng thỏ thẻ nói lời cảm ơn bà vì đã đem lại cho ông một nguồn sống mới để có thể xua tan đi nỗi cô đơn trong căn nhà nhỏ này. Thấy mẹ chồng mình hôm nay sang nhà để lấy hàng mà sao đi lâu vậy, con Hương mới nhủ thầm: có khi nào không ta? Con bé sở dĩ suy diễn như thế là bởi vì nó biết giữa mẹ chồng của mình và cha dượng của mình là hai người có tình cảm từ lâu, kể từ khi nó còn chưa chính thức làm vợ của thằng Tài. Này, sự cô đơn của cả hai đã đến độ chín mùi thì chuyện ấy có xảy ra cũng đâu có gì là khó hiểu. Đang còn miên man suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thì tiếng xe máy của bà Biển về đến. Phía sau lưng bà là số hàng ít ỏi mà ông Tấn vừa mới hoàn thành. Thấy đâu đó chỉ có 20 xô mà mẹ chồng mình ràng buộc lâu như thế, có đến cả 2 tiếng đồng hồ liền, thì quả thật là chuyện lạ đáng để suy nghĩ. Đang còn ngờ vực trong bụng, chợt con Hương nhìn thấy một cái cúc áo ở trên cổ của bà Biển bị đứt trông rất khó coi. Điều này là không thể và không bao giờ có đối với bà. Bởi lẽ từ xưa đến nay bà rất kín đáo trong chuyện ăn vận. Đến đây thì con Hương ít nhiều đã biết được vấn đề là tại sao mà bà lại đi lâu như thế rồi. Thấy thần thái của bà đang tốt, con bé mới cất tiếng hỏi như là đùa: mẹ sang nhà thấy cha con bên ấy có khỏe không ạ? Cha con có làm cho mẹ ưng ý không? Mới vừa nghe xong thì bà Biển cũng cứ hấp tấp mà trả lời lại: ừ, cha con khỏe. Thế nhưng chỉ sau đó vài chục giây, bà nhận thấy câu hỏi của con bé dường như có chút ẩn ý chọc ghẹo bà, nên bà đã liếc mắt nhìn nó rồi hỏi lại: ơ, lúc nãy con hỏi cái gì? Hỏi lại cho mẹ nghe xem. Bà biết bà đã phát hiện ra câu hỏi ngoắt ngoéo của mình, con Hương lại cười giả lả mà nói: thôi, con giao hàng lại cho mẹ đấy, con đi vào trong để nấu cơm trưa đây. Đứng nấu cơm ở bếp mà con Hương thấy vui ở trong bụng lắm, vì nó biết từ giờ cha dượng của nó đã có nguồn vui mới từ bà Biển. Điều đó chắc chắn sẽ làm cha nó cảm thấy vơi bớt đi nỗi cô đơn nơi căn nhà lạnh lẽo ấy.
Và rồi cứ như tuy không nói ra, xong con bé ngày ngày giúp bà trông hàng coi quán vào mỗi buổi sáng để bà sang với ông Tấn cha nó. Có lẽ ông đã quá xuất sắc trong việc chăn gối nên đã khiến cho bà Biển không còn giữ được sự nghiêm nghị của một người mẹ chồng. Bà đã mạnh dạn công khai sự chăm sóc của bà dành cho ông Tấn ngay trước mặt con bé Hương. Với con Hương thì điều này không sao, bởi vì nó còn muốn bà thường xuyên lui tới để thay nó chăm sóc cho ông Tấn. Song với thằng Tài thì không được, bởi dẫu gì bà cũng là thông gia với cha của con bé. Do vậy mà có một lần con Hương đã nói riêng với bà Biển về chuyện của thằng Tài. Thằng Tài có hỏi riêng nó rằng: "Dạo này anh thấy mẹ thường xuyên sang nhà em hơn lúc trước đấy, không biết là có chuyện gì, em có thấy điều gì đấy không?" Thế nên hôm nay con Hương muốn nói với bà Biển rằng: "Con biết mẹ rất là quý cha con và hai người cũng đã... Với con thì không sao, nhưng với anh Tài thì không được. Vậy nên cái việc lui tới với cha con, mẹ cũng nên hạn chế mỗi khi có mặt anh Tài ở nhà, vừa tránh được rắc rối cho mẹ và cũng tránh cho cả cha con nữa." Nghe con bé nói đến đây thì bà Biển đã hiểu ra vấn đề, nên ôm ghì con bé vào lòng mà thều thào nói: "Con đã đúng, mẹ đã rất yêu cha của con. Ông ấy đã làm cho mẹ sống lại tuổi thanh xuân mà mẹ chưa từng có trong đời. Điều này mà bà nói với con bé có vẻ hơi thừa một chút, vì cái khoản ấy của ông Tấn được trời ban cho, con bé đã rõ ơn hai hết. Vì có lẽ thế mà ngày đầu mới về làm dâu, con Hương đã có phần thất vọng khi so sánh giữa ông và thằng Tài chồng đó. Giữa hai người có một sự khác biệt khá lớn. Thật lòng mà nói, con bé có chút hối tiếc về cái lần nó giả ốm. Nếu như hôm đó ông Tấn yếu lý trí một chút, không thể kiềm chế nổi bản năng của mình, thì con bé cũng đã được nếm trải sự ngọt ngào tuyệt diệu như bà Biển được hưởng ngày hôm nay." Thế rồi với sự dè dặt của bà Biển trong việc lui tới nhà con bé, cộng với sự giúp đỡ của đứa con dâu, bà Biển đã duy trì mối quan hệ tình cảm với ông Tấn kéo dài có đến mấy năm sau mà thằng Tài vẫn không hề hay biết. Ông Tấn thì từ ngày được bà Biển chăm sóc quan tâm thì ông như trẻ ra và hồi xuân trở lại. Cũng may là bà đã khéo léo dùng mọi biện pháp để tránh thai, chứ nếu không suốt mấy năm qua, nếu như mà bà thả cửa ấy, có lẽ bà đã sinh cho ông đến 3-4 người con rồi chứ chả đùa. Đổi lại thì thằng Tài về cái khoản làm vừa lòng vợ nó chẳng bõ bèn gì khi mà chăm sóc con Hương, như cái cách mà ông Tấn chăm sóc cho bà Biển mẹ hắn vậy. Điều này khiến cho con Hương ngày càng hụt hẫng. Nhưng giờ ván đã đóng thuyền rồi, và lại bên cạnh nó vẫn còn có chút niềm an ủi từ bà Biển. Vì vậy mà con bé vẫn gắng chịu đựng để chờ xem có điều kỳ diệu nào đó xảy ra trong cuộc đời của nó sắp tới hay không. Và rồi con bé đã cầu được ước thấy. Thế nhưng sự toại nguyện của nó phải đánh đổi bằng sự mất mát lớn lao của bà Biển, một người mà con bé hết mực yêu thương. Hôm đó tới ca của thằng Tài đứng điều khiển đàn la để cẩu heo vào nồi nước trụng cho thợ cạo lông, do con heo bị chọc tiết còn chưa chết hẳn. Gặp nước sôi, nó đã quẩy mạnh làm nước bắn lên bộ điều khiển, khiến cho điện theo dòng nước mà dò dỉ ra ngoài. Thằng Tài cũng đã tháo một bên bao tay cách điện ra để hút thuốc nên đã bị dòng điện ba pha giật, và hắn đã tử vong ngay tại chỗ. Dù được anh em làm chung đưa đến bệnh viện, song các bác sĩ đã bó tay vì tim của hắn đã ngừng đập từ lâu. Bà Biển sau khi mất đi đứa con trai độc nhất, bà suy sụp nặng nề rồi cũng đổ bệnh luôn. May mà có ông Tài quan tâm chăm sóc giúp đỡ nên dần dà bà cũng nguôi ngoai. Còn Hương thì cũng buồn vì vừa mất đi một người chồng. Tuy chuyện chăn gối không được như ý lắm, song hắn lại rất thương yêu vợ. Vì vậy mà con bé cam tâm
chịu tang hắn một năm cho tròn đạo nghĩa vợ chồng. Và rồi duyên nợ của con bé dường như cũng đã được ông trời sắp đặt sẵn. Sau khi xả tang chồng thì chuyện duyên nợ lại bất ngờ đến với con bé Hương. Trong ngày giỗ đầu của thằng Tài, có mấy người bạn trước kia làm cùng với hắn đến dự. Trong đó có một người đã nhiều tuổi nhưng chưa từng có vợ. Hắn tên là Đông, người dân tộc thiểu số, quê hắn thì ở Đắk Lắk. Có lẽ cả hai đã có duyên tiền định nên chỉ vừa mới nhìn gặp nhau thôi mà ánh mắt đã thầm trao cảm mến. Vì cũng đã từng trải qua một đời chồng rồi, và lại cái nhu cầu của bản thân nó lại cao, nên con Hương đã nhanh chóng tạo điều kiện để cho hắn tiếp cận. Hôm đó con bé đã nhờ hắn chở nó đi lên chùa để cúng cho cốt của thằng Tài. Trên đường về thì sau khi ăn uống xong, thằng Đông cũng đã hiểu ra ý của con bé. Hắn đã tấp vào một khách sạn để làm vừa lòng của người yêu. Lúc lên đến phòng thì suýt nữa con Hạnh phải tông cửa bỏ chạy khi thằng Đông từ trong nhà tắm bước ra. Nhưng làm sao con bé chạy kịp với một tên cũng đang háo hức. Thế là con bé đành nhắm mắt đưa chân để chờ đợi số phận từ thằng Đông định đoạt. Con bé đã gào thét như thể trời sắp sập xuống đầu của nó vậy. Có lẽ do con bé chưa từng sinh nở và lại còn rất đẹp nên đã khiến cho thằng Đông không thể kiềm chế nổi cơn cuồng nộ của một gã dân tộc thiểu số. Vậy là con bé đã không thể lê tấm thân dã rời của nó để về trong ngày hôm đó được, mà nó phải ngủ lại khách sạn để lấy lại sức lực sau trận phong ba bão táp từ thằng Đông. Con bé cũng nhủ thầm là về sau nó sẽ kết thúc mối quan hệ giữa nó và thằng Đông vì quá đỗi kinh hãi với thứ công cụ mà hắn có. Thế nhưng một khi tạo hóa đã tạo ra con người thì mọi thứ đều có thể thích nghi theo năm tháng. Còn Hương thời gian đầu nghĩ thì như vậy đấy. Thế nhưng đến khi mọi thứ đã trở lại bình thường thì nó cảm thấy những giờ phút phải hứng chịu sự mạnh mẽ của thằng Đông cũng thật là thú vị. Nếu bây giờ mình cự tuyệt hắn mà gặp phải một người tương tự như thằng Tài thì chẳng phải là bỏ hình bắt bóng rồi hay sao? Thế là con bé lại quyết định thử lại một lần nữa xem có thể thích nghi được với thằng Đông ấy hay không. Và rồi một lần nữa đó, con bé lại gào thét lên. Thế nhưng lần này nó gào thét lên trong sự hạnh phúc và vô đối, chứ không phải là sự sợ hãi như lần đầu tiên. Thế là con bé đã tìm được cho mình một cái nắp vung để đậy vào cái nồi đang chống quánh của mình. Bà Biển thì sau khi thằng Tài không còn, bà chuyển đến ở hẳn cùng với ông Tài để có người bầu bạn sớm tối. Cửa hàng buôn bán thì bà giao lại cho con Hạnh quản lý, làm ăn rồi cứ thế mà chu cấp tiền cho ông bà sinh sống hàng ngày. Thằng Đông thì cũng nghỉ việc đang làm tại lò mổ mà ở nhà phụ lo buôn bán với con Hương. Chỉ sau 2 năm về chung sống mà con Hương đã sinh cho hắn đến 3 đứa con, 2 trai 1 gái. Bà Biển và ông Tấn có cháu để ấm bồng, và rồi ông bà cũng đã vui vẻ mà sống thêm với chúng nó đến hơn chục năm nữa mới thay nhau về trình diện với tổ tiên. Thưa quý vị, phần truyện của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị.